Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn 5 tin nhắn mà phụ nữ rất mong muốn nhận được từ đàn ông. Bất kỳ một cô gái nào, nếu mà nhận được 5 tin nhắn này, cô cũng sẽ nguyện làm tất cả những gì có thể để dành cho bạn. Vậy 5 tin nhắn đó là tin nhắn nào? Chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau nhé. Tin nhắn đầu tiên mà phụ nữ nào cũng muốn nhận được, đó chính là: hãy làm điều đó đi, anh tin em sẽ làm được. Câu này ở trong cái hoàn cảnh như thế nào? Có thể là cô ấy đang làm một điều gì đó, hoặc là làm một dự án nào đó, hoặc là có một cái dự định nào đó, hoặc là cô ấy muốn làm một điều gì đó mà cô ấy thích. Và bạn động viên cô ấy, bạn ở bên cạnh cô ấy, thúc đẩy cô ấy, thì chắc chắn rằng cô gái nào cũng sẽ rất là thích. Thực sự đôi khi ấy, cô ấy nói với bạn là cô ấy làm cái này hoặc làm cái kia, không phải là vì cô ấy không làm được, không phải vì cô không có sự cố gắng, không phải cô ấy cần nắm một lời động viên từ bạn, mà điều cô ấy cần đó chính là một người luôn ở cạnh và ủng hộ cô ấy để cô ấy có thể phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp. Đôi khi ấy, nếu mà bạn có thể giúp được cô ấy thì càng tốt, mà không thể giúp được cô ấy, hãy là chỗ dựa vững chắc và hãy đứng về phía cô ấy. Chứ đừng nói rằng em làm sao làm được cái này, cái này chỉ dành cho những người tài, người giỏi thôi, em không làm được đâu. Hoặc là em thì với một cái nhan sắc như này thì em không thể làm được điều đó đâu. Hoặc là em làm sao mà làm được. Nếu mà bạn làm như vậy thì khi đó là bạn đã trở thành cái thế đối nghịch với cô ấy rồi. Đôi khi điều cô ấy cần chỉ là một người ở bên cạnh cô ấy, đồng hành cùng cô ấy mà thôi. Tin nhắn thứ hai phụ nữ rất mong muốn nhận được từ đàn ông, đó chính là: chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn về tài chính, vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống, hãy nắm tay anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Với cái câu này thì không một phụ nữ nào là không muốn, cho dù cô yêu bạn hay cô đã kết hôn với bạn rồi, không một cô gái nào là không muốn nhận được cái tin nhắn này. Bởi vì cho dù cô gái của bạn có mạnh mẽ như thế nào, cho dù cô bản lĩnh ra sao, thì cô vẫn muốn một câu đó là bạn sẽ là chỗ dựa cho cô ấy. Bởi vì ít nhất cô cũng là phái nữ. Cho dù cô không cần chỗ dựa, nhưng mà chỉ cần bạn nói rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn, kể cả về tài chính, rồi cái mọi vấn đề trong cuộc sống, và hãy nắm tay nhau để có thể vượt qua mọi khó khăn nhé, thì con gái sẽ muốn vượt qua khó khăn với bạn. Ví dụ trong cái hoàn cảnh nào, ví dụ các bạn bị gia đình phản đối, hoặc là khi mà kết hôn ấy, thì cái vấn đề tiền bạc thì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống hôn nhân. Ví dụ các bạn chưa có nhiều tiền chẳng hạn, thì các bạn hãy đồng hành cố gắng cùng nhau, hãy đồng hành cùng anh để vượt qua cái sự khó khăn về tài chính này nhé. Rồi chúng ta sẽ có nhiều tiền, rồi chúng ta sẽ giải quyết được các cái vấn đề trong cuộc sống. Ví dụ có những cái vấn đề nào đó thì con gái sẽ rất thích cái tinh thần là chúng ta cùng giải quyết. Các bạn cần phải nhớ nhá, hay nói với cô ấy rằng dù hoàn cảnh nào thì bạn cũng ở bên cạnh cô ấy. Dù có khó khăn, dù có vất vả như thế nào, bạn cũng ở cạnh cô ấy. Thì khi đó con gái nào cũng muốn nhận được, con gái nào cũng muốn nhận được cái tin nhắn này của bạn. Và cô ấy sẽ nguyện làm tất cả vì bạn. Cô sẽ không tiếc bạn bất kỳ một điều gì nếu như bạn thật lòng với cô ấy. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thật lòng với cô ấy và mình chỉ lo nhắn cái tin đó để cho cô thật lòng với mình, thì các bạn đã sai lầm rồi. Chỉ có khi mình thật lòng thì cô sẽ cảm nhận được. Đừng bao giờ nghĩ là con gái ngu và mình cứ nghĩ rằng mình cứ thể làm cái điều gì đó để có thể lừa dối cô ấy. Các bạn ạ, người ta nói rằng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình dùng một cái thủ đoạn nào đó để lừa dối người ta và nhận được cái tình yêu chân thật thì không bao giờ có. Sớm muộn gì các bạn cũng sẽ không bao giờ có thể có được hạnh phúc khi mà các bạn dành cho cái người mình yêu những cái điều xấu, hoặc là những cái sự tính toán chi li và muốn người yêu của mình dành cho mình những điều tốt đẹp nhất, thì đó là điều không thể nha. Tin nhắn thứ ba mà phụ nữ nào cũng mong muốn nhận được từ đàn ông, đó chính là: em đã rất vất vả vì gia đình rồi, cảm ơn em, anh sẽ hỗ trợ em
trong việc làm những việc nhà và chăm sóc con cái những lúc mà anh có thể. Điều đó thể hiện là bạn cảm thông với những cái vất vả của người phụ nữ. Bởi vì khi một người phụ nữ đã kết hôn với bạn rồi, cô sẽ phải lo lắng cho gia đình bạn, lo lắng cho những người thân trong gia đình bạn, hay ít nhất là lo lắng cho bạn và lo lắng cho con cái của bạn. Và cô sẽ rất là vất vả, bạn cảm thông với những cái vất vả đó. Và bạn sẽ nói rằng mình sẽ giúp đỡ cô ấy trong cái khả năng của mình, ví dụ như là những cái việc nhà và chăm sóc con cái. Điều đó cũng thể hiện cái sự cố gắng của bạn. Điều đó thể hiện rằng bạn cũng có cái sự nỗ lực ở trong đó. Thì con gái sẽ thấy mình hy sinh vì gia đình cũng thực sự xứng đáng. Bởi vì nói thật với các bạn nhé, khi mà kết hôn với bạn rồi, phụ nữ cũng đi làm, sau đó phụ nữ còn phải lo lắng cho con cái, lo lắng cho gia đình. Thì cái lý do gì mà đàn ông đi làm về và cứ ngồi đấy và không lo lắng cho gia đình và con cái? Tất nhiên mình biết đàn ông cũng có những cái khó khăn riêng, nhưng các bạn cần phải biết rằng để cho một tình yêu phát triển, để cho các bạn có thể có hạnh phúc, thì việc mà các bạn phải chăm lo cho gia đình đó là điều nên làm. Tại sao? Đa số những người đàn ông không thể có hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn ý, nghĩ rằng cái việc nhà là việc của phụ nữ, phụ nữ cũng cần phải đi làm để kiếm tiền, sau đó lại con cái cũng vứt cho phụ nữ luôn. Sau đó ví dụ như là con cái tốt đẹp thì không sao, ví dụ như là có những cái con cái ví dụ như là không được giỏi giang thì lại chê người phụ nữ không biết chăm con. Đấy. Cái gì các bạn cũng đổ dồn cho phụ nữ hết. Trong khi đó bạn cũng đi làm, người phụ nữ cũng đi làm. Thì hà cớ gì các bạn không biết ơn người phụ nữ về điều đó? Tại sao không biết ơn? Tại sao không cảm ơn người phụ nữ? Mình nói thật, người phụ nữ ấy chịu rất nhiều những cái cực khổ khi mà kết hôn. Nói thật với các bạn, với một người phụ nữ ấy, có những bạn ấy thì không có điều kiện các bạn ở chung thì nó sẽ khó khăn hơn. Với những cái bạn kể cả các bạn ở riêng thì các bạn cũng có rất nhiều những cái khó khăn. Và cái người phụ nữ là những người thực sự cần được yêu thương, cần được sự san sẻ của người đàn ông rất là nhiều. Và đôi khi xã hội thì có một phần thiên vị cho người đàn ông, và rồi người đàn ông cứ nghĩ rằng mình làm như thế là tốt rồi và không nghĩ đến người phụ nữ nữa. Nhưng các bạn cần phải hiểu rằng khi các bạn biết suy nghĩ đến người khác, nhất là những cái người phụ nữ của mình, thì khi đó các bạn sẽ được đền đáp bằng một cái cấp số nhân. Tin nhắn thứ tư phụ nữ rất mong muốn nhận được từ đàn ông đó chính là: cảm ơn em vì đã hy sinh cho anh, cho con. Em đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi, nếu muốn gì hãy nói với anh nhé. Điều này chứng tỏ bạn cảm thông với những thiệt thòi của người phụ nữ khi ở trong gia đình với bạn. Và cô ấy biết hy sinh cho con, biết hy sinh cho bạn, biết vì con, vì bạn. Thì bạn hiểu những cái việc làm của cô ấy, bạn trân trọng những việc làm của cô ấy. Khi mà bạn trân trọng việc làm của cô ấy thì điều đó có nghĩa là cô cũng biết trân trọng bạn. Đôi khi những người đàn ông nói rằng tại sao mình lại khổ thế, tại sao mình mới phải một người vợ như thế này và cuối đời mình vẫn phải đau khổ. Đôi khi tất cả những người đàn ông, cho dù các bạn thấu hiểu người phụ nữ hay không thấu hiểu, các bạn sẽ luôn luôn có một suy nghĩ là mình khổ. Các bạn khổ vì sao? Các bạn không được người phụ nữ trân trọng yêu thương bởi vì sao? Bởi vì các bạn không cảm thông được những cái việc làm của người phụ nữ dành cho bạn. Và bạn cứ nghĩ rằng ôi những cô gái ngoài kia sao đẹp thế, sao tốt thế. Nhưng mà các bạn không biết rằng cái người phụ nữ của mình đã trao cho mình quá nhiều những điều tốt đẹp mà mình không biết trân trọng. Đấy, đôi khi những người hạnh phúc thì người ta thấy rằng ôi người ta lâm lưu trân trọng người phụ nữ của mình, trong khi người không hạnh phúc thì lại lâm lưu trân trọng người phụ nữ của thiên hạ. Thì đó cũng là sự khác biệt giữa người hạnh phúc và không hạnh phúc nha các bạn. Tin nhắn cuối cùng phụ nữ rất mong muốn nhận được từ đàn ông đó chính là: cảm ơn em vì đã sinh cho anh những thiên thần bé nhỏ. Điều này khẳng định một người đàn ông họ biết trân trọng những cái nỗi đau, những cái sự hy sinh của người phụ nữ dành cho mình. Thì những người biết trân trọng thì tất nhiên là có hạnh phúc rồi, đúng không các bạn? Các bạn cần phải biết rằng người phụ nữ ấy không chỉ chịu thiệt thòi vì là một thân phận yếu ớt, thứ hai là cô ấy còn phải đến gia đình bạn và sống ở trong gia đình bạn, cô cũng sẽ chịu những thiệt thòi nhất định. Các bạn cần phải hiểu điều đó. Và tiếp theo thì với một người phụ nữ thì họ sẽ phải sinh con. Mà người ta bảo là khi mà sinh con là cái cửa tử ấy, nó rất là gần. Có những người phụ nữ đã phải hy sinh bản thân vì một đứa con. Mà người đàn ông, nói thật, người đàn ông sẽ không cảm nhận được điều đó cho đến khi người đàn ông phải ở trong cái vị trí của người phụ nữ.
họ phải thực sự là người phụ nữ và họ trải qua cái nỗi đau đó thì họ mới có thể cảm thông được. Còn với những người đàn ông, họ không biết cảm thông, họ cứ nói rằng người phụ nữ nào chả sinh con, người phụ nữ nào chả phải đến nhà chồng để ở, ví dụ như vậy. Còn bạn thì khác, bạn trân trọng những gì cô đã phải hy sinh để cho bạn những đứa con xinh xắn. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Hãy luôn luôn biết ơn vì điều đó. Khi mà bạn biết ơn vì điều đó thì phụ nữ sẽ biết rằng thực sự những cái nỗi đau đó chưa là cái gì, không là cái gì, mình còn muốn làm nhiều hơn, làm những điều tốt đẹp nhất cho người đàn ông của mình. Bởi vì sao? Người đàn ông biết tôn trọng và trân trọng, và rất ít người đàn ông có thể làm được điều đó. Và bạn làm được điều đó thì có nghĩa là bạn sẽ ở trong số ít ỏi những người hạnh phúc. Các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn kết nối với mình, các bạn có thể vào trang fanpage có tên là Thu Thảo nha.